cho nên là em cũng sợ. Ấy là gì? Em cũng hơi khó tính, quen bao lâu thì được nắm tay hay à, gì đòi đó. Đòi hỏi không? Ấy á không? Em sợ. Mời bạn nam. Xin chào. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hậu, em đến từ Bình Định. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi chị. Hiện giờ mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi chị. Công việc của mình hiện nay là gì? À, em làm kế toán chị. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Mình tên là Nguyễn Văn Tiền. Tiền Money với chị. Bên đây Hậu. Tiền Hậu, Hậu Tiền. Quê gốc là ở Bình Định. Ồ. Sống ở Đắk Lắk và hiện tại đang công tác ở Đà Nẵng. Công việc của bạn là như thế nào? Em làm công tác quản lý cùng trường đại học ở Đà Nẵng. Ở trường đại học gì bạn? Dạ, Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Bạn gái có ngại yêu xa không? Dạ không, cái này em không ngại chị ạ. Với lại, không ngại? Dạ, với lại bữa nay cũng có mạng rồi, Zalo rồi Facebook mình có thể nói chuyện được chị. Đúng nhưng rồi. Rồi mình hỏi cái bạn trai đây có thể bảo lãnh bạn để làm kế toán được không? Cái công việc cụ thể của bạn quản lý ở trường đại học là quản lý gì bạn? Dạ, hiện tại em là trưởng phòng quản lý khoa công nghệ của trường, sinh viên của trường. Trưởng phòng? Có sắp xếp công việc gì được cho bạn nữ không bạn? Dạ thì chắc là cũng ổn thôi chị ơi. Nhưng mà ngoài đó rất nhiều cô giáo xinh đẹp, đại khái là nhiều người đẹp. Nhưng lý do tại sao anh lại vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm người yêu thông qua chương trình này? Thì đối với em thì tình cảm nó đến chỉ có hai cái thôi. Một là sự nâng cấp từ tình bạn lâu quen lâu ngày thành tình yêu. Hai là có cái gặp đầu tiên, gọi là cái tình yêu sắp đánh. Nên tính chất công việc nó quá là bận nên là cũng ít tìm hiểu. Bạn nữ, lý do tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, em thì lên đây với hai lý do. Cái lý do mà lớn nhất mà em muốn thực hiện là thực hiện cái lời hứa của sếp. Tại vì lúc trước là sếp hứa là em cưới chồng đi, rồi em mời mọi người trong đây á, thì anh sẽ bao vé máy bay cho mọi người về quê em ăn đám cưới. Với lại cái lý do thứ hai nữa là bạn bè em á, ai cũng giải phóng hết cái kiếp độc thân rồi. Còn em đánh mãi đánh hoài mà sao giải phóng không được. Cho nên là em chắc là nhờ chương trình kiếm hộ giùm em. Là mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được 2 mối tình rồi chị. 2 mối tình, quen nhau bao lâu, tại sao chia tay? Cái mối tình đầu tiên thì cái thời em mới vào đại học, quen cái thói cũ hủ ở quê, cho nên là trai ở đây thì họ hay ấy ngoé, cho nên là em cũng sợ. Ấy là gì? Chứ như em cũng hơi khó tính, quen bao lâu thì được nắm tay hay gì đòi đó. Đòi hỏi dạ, không? Ấy không? Em sợ rồi. Cái thôi em không quen nữa. Rồi. Còn cái anh mà mới đây, cách đây 2 năm của em á, thì cũng quen, cũng đồng ý. Mà cái lúc mà dắt nhau về ra mắt mẹ á, thì mẹ không có chịu. Mẹ ai không chịu? Mẹ anh đó không có chịu. Ồ sao, lý do gì không chịu? Em có hỏi, thì anh nói là tại mẹ nói là không thích có con dâu mắt cận giống em. Với lại mẹ không thích là già quá, với lại xấu nữa, cho nên là mẹ không có thích. Bà nói em già xấu á hả? Dạ. Người ta trả lời vậy xong là chia tay luôn. Tại em dẹp luôn. Bây giờ nếu như bạn với cô ấy yêu nhau, bạn đưa cô ấy về nhà gặp bố mẹ, bố mẹ nó không được, cô này không đẹp, xấu, già, gì đó vân vân, thì bạn xử sự thế nào? Đầu tiên thì về gia đình em thì không có quan điểm về chê về ngoại hình. Ba má em cũng là người Bình Định, đặc biệt là chỉ mẹ em này hơi khắc khe xíu là phải chọn con dâu người Bình Định. Thực ra thì khi quen tới một giai đoạn nhất khi tình cảm nó sâu đậm thì nên mang về giới thiệu gia đình. Mà lúc mà đã tình yêu đã sâu đậm rồi, khi mang về giới thiệu gia đình thì lúc đó mình phải có trách nhiệm bảo vệ. Đúng rồi, phải bảo vệ chứ, đúng không? Những cái mối tình của bạn nam là lý do tại sao lại chia tay? Dạ, em thì quen có 2 mối tình. Em thì cũng giống như bạn nữ đó, là cũng gia đình họ không đồng ý. Gia đình ai? Gia đình bạn gái đó chị. Lý do tại sao họ lại không đồng ý em? Bởi vì không hợp tuổi chị. Ồ, coi tuổi hả? Vậy bây giờ bạn có hợp tuổi chưa? Hỏi tới qua lại có hợp tuổi chưa? Nữ có quan trọng tuổi tác không? Em không quan trọng. Cái này thì em không quan trọng lắm đâu chị. Quan trọng là mình thôi. Nếu được thì bao lâu nữa bạn tính tới chuyện hôn nhân? Dạ em hối lắm rồi đó. Nếu mà được á thì em tính là nửa năm hoặc đến 1 năm. Nhanh quá. Tại vì em thấy bạn em á quen lâu thiệt là lâu rồi cũng chia tay thôi à. Bạn nam thấy sao bạn? Thời gian nào bạn tiến tới hôn nhân được? Tùy theo tình cảm thôi, nhưng mà em thì lúc nào cũng sẵn sàng. Bên kia bạn gái có những sở trường sở đoản thế nào, có kể cho bạn trai nghe đi. Sở trường của em thì em biết nấu ăn được chị. Nói chung là món gì em cũng có thể nấu, nếu mà em đã ăn qua. Em biết thiêu nữa. Giỏi quá ha, nữ công gia chánh ha. Dạ, còn cái sở đoản của em hay nóng tính lắm chị, lại thẳng thắn nữa. Không thích là em nói rồi thôi, vậy em vậy không có đổ bụng. Đâu có sao.
À, em mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì muốn là anh đấy là mẫu người gia đình đó chị. Nếu mà được sau này mà là cưới nhau á thì quan tâm gia đình em xíu, chứ đừng có là bên ông bên bà rồi bên tôi bên cô là bên trọng bên khinh là không được, đúng không? Cái đó nhất định rồi bạn ơi. Rồi bạn nam, bạn muốn một người bạn nữ như thế nào? Bởi vì đối với em thì cái gì cũng đừng ở quá. Em thì quan niệm thế này, tình cảm hay hôn nhân cái gì nó đều nó có cái sự sống của nó. Thì nếu mà mình coi nó sự sống thì cần phải chăm sóc cho nó cái sự sống nó thành phát triển. Còn em thấy rằng nhiều người lúc đầu chưa yêu thì cũng tán lên tán xuống, xong đó yêu nhau rồi cái về không có tiếp tục chăm sóc nữa thì tự động tình yêu hay hôn nhân nó cũng tự đi tới cái kết thúc thôi. Có những gì mà bạn không thích ở người phụ nữ không? Trong cái cuộc sống với nhau em chỉ thấy sự phản bội với nhau, là thấy điều đó bừa bối với nhau là em thấy là mình có thể là thấy sốc nhất. Phản bội. Về ngoại hình bạn có đặt ra tiêu chuẩn gì không? Dạ em không cần đẹp. Cao thấp? Cao hơn em một xíu. Cao mét nhiêu? Em mét số 2. Trời ơi, em muốn bạn trai cao nhiêu? Mét 7 trở lên. 7 trở lên hả? Đủ gì ta được hết trơn rồi mà giờ người ta lùn hơn em sao? Dạ cũng không sao. Vậy ha. Chào chị Cát Tường. Anh cao được nhiêu? Dạ 73 chị ơi. Bà tốt rồi, chuẩn rồi. À, hồi nãy anh nói là anh chuẩn bị hết rồi, là anh chuẩn bị gì mà chuẩn bị hết rồi anh nói em nghe. Cái chuẩn bị đầu tiên là cái chuẩn bị sẵn sàng mình là làm chồng. Đó là cái sẵn, cái bởi vì chuẩn bị về tình cảm mình đón nhận. Trước đây em rất là sợ cái mình phải lập gia đình. Bởi vì khi mình cảm thấy mình không đủ, mình không mang lại hạnh phúc cho người đó mình rất là sợ. Còn về công việc thì em thấy thì hiện tại mình cũng đảm bảo. Đà Nẵng mình mua được nhà chưa anh? Em đang làm thủ tục mua nhà. Vậy làm thủ tục lấy vợ luôn là vừa. Hai thủ tục đi song song là ngon ha? Nghe vậy là thấy yên ổn rồi. Ở bên đây rất là chín chắn. Ổn. Sao? Về Đà Nẵng được không? Dạ được. Dạ được phải không? Nhưng mà em có không thích những cái gì của tính khí của đàn ông không? Đừng có cọc cằn quá. Anh này không cọc cằn rồi, anh này sống rất là nội tâm. Nói chung là anh thấy ổn hết trơn á. Nhưng mà em thích đàn ông mập hay ốm? Dạ em thích người đàn ông mập. Mập? Được. Dạ, mình đi có đi với người thân không, bạn nữ? Dạ, em đi với em gái, rồi chị họ, rồi cả phòng kế toán em nữa. Trưởng phòng của em, phó giám đốc của em nữa. Dạ, mà chú phó giám đốc là chú này là chú Hứa hay là chú khác nữa? Người mà Hứa ta bao vé máy bay á. Dạ, trưởng phòng em. Dạ. Sao chú thấy sao chú? Xin được chào hai MC đẹp trai và duyên dáng, Quyền Linh và Cát Tường. Dạ, cảm ơn chú. Thật sự thì khi mà đến đây thì tôi thấy chương trình này rất là hay. Chương trình giống như là một cái sợi dây mà Tơ Hồng kết nối hai bạn trẻ là với nhau á. Tôi ước mong sao mà khi mà hai bạn trẻ gặp nhau, chương trình này sẽ có những cái điểm tâm đổi hợp và bấm chuông và không có chuông và đi đến hôn nhân, cái đó là tôi rất là mong muốn. Cảm ơn chú nhiều. Dạ cho chị gặp thêm cái người nào mà Hứa mua vé máy bay á đó. Dạ. Chào anh. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Nó đúng ra cái vụ mà mua vé máy bay là chẳng qua là thấy em của mình hơi chậm rồi. Cho nên cái vụ mà vé máy bay chẳng qua cái hình thức để mình khuyến khích. Nhưng mà giờ hình thức đó còn giữ không anh? Dạ còn chứ. Dạ em chủ yếu chốt câu đó thôi đó. Dạ. Bây giờ anh nhận xét giùm cái bạn trai bên kia làm sao anh? Anh nhìn rất là chững chạc, có kinh nghiệm, rất hy vọng là hai em sắp xếp gặp nhau bên ngoài nó sẽ có thời gian tiếp xúc nhau hơn. Xin hết. Vậy thôi ha, trời ơi, xin lỗi rồi. Rồi, dạ, cảm ơn anh, cảm ơn. Rồi, bây giờ bên nhà trai, Tiên. Dạ, đây có bạn thân của em học từ nhỏ lớn. Rồi. Em xin chào chị Cát Tường. Rồi, em xin em. Chào anh Quyền Linh. Em thì rất là mong muốn tìm là tìm được một người bạn gái, sau đó là có thể tiến xa hơn ở trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này. Bởi vì lớp em là chỉ còn tiền nữa thôi, là hàng thanh lý. Dạ. Em thấy hôm nay hai bạn này rất là có duyên với nhau. Thứ nhất là tiền, tên là tiền, mà tìm được hậu. Thì hôm nay chị mong hậu sẽ là cái ví để bỏ tiền vô trong đó. Có đầu có đuôi nha. Rồi, có mặt tiền, có mặt hậu luôn, hay lắm rồi ha. Đôi bạn gặp nhau đi. Cho đôi bạn trẻ gặp nhau ha. Là Tiền ơi hát tặng hậu một bài nha. Rồi, chúc Tiền nhớ hát nha. 2, 3, kéo màn. Ăn uống ập đi. Dạ, ông cảm ơn ạ. Rồi, hát bài gây tình cảm liền. Hát tặng em một bài. Ở bên này mình thương mình nhớ,
ngó bên rào ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Dẫu thương thầm sàn xe điều ly, lấy duyên tình sao nỡ làm thân. Chim chuyện nhành ớt liêu lo, người ơi tôi hát sao câu đợi chờ. Hay quá, quá ngọt luôn. Dân Bình Định mà hát ngọt dữ anh Linh. Quá luôn. Bạn nữ mình có hát lại gì không? Trước gái, đây là xếp dạng là lên em đừng có hát lắm nha. Có vỏ không em? Có vỏ đó, gái Bình Định là cầm roi. Dạ không chị, á. Dạ không. Em ra nặng bao giờ chưa? Dạ nói thì anh là từ Bình Định em vô đây thì có, còn đi ra thì em chưa ra lần nào. Em cũng muốn ra ngoài đó một lần cho biết, tại em nghe nói ngoài đó đẹp lắm. Anh cũng say vì cái đẹp của Đà Nẵng mà anh phải gắn bó Đà Nẵng. Say cái đẹp thôi nha, đừng có say người đẹp Đà Nẵng cũng được nha. Thôi bây giờ mình sẽ nói một câu gì đó thật là lãng mạn chút xíu để chúng ta kết thúc buổi trò chuyện. Cảm tiến tới của cái việc ta là bấm nút hay không bấm nút thôi. Anh thì lâu nay chỉ có một lý do khiến anh thức dậy buổi sáng là chiếc đồng hồ báo thức. Anh hy vọng rằng là qua cuộc này là em sẽ là lý do thứ hai để anh thức dậy vào buổi sáng. Em nghĩ là đến đây anh em mình gặp nhau là cũng là cái duyên rồi. Còn với cái tuổi như vậy nữa thì em nghĩ là anh em mình nên cho nhau một cái duyên nợ đỡ, là nếu mà có cơ hội để gặp nhau rồi tìm hiểu biết đâu lại đi xa hơn thì sao. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hò hẹn. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Chúc mừng đồng chí trưởng phòng nha. Hy vọng rằng đồng chí sẽ xin được một việc làm kế toán ở trường Đại học Duy Tân. Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Tiện quá ha, Đà Nẵng luôn đó. Nhớ cái gì, có cái gì mà hay hay báo tụi tôi ra Đà Nẵng chơi với nha. Mời luôn. Mời bà bé luôn. Ồ, nhớ nha, nhớ nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta hãy đưa đi để xem phim nào, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Em tính em thì dễ giận với lại bướng bỉnh lắm. Mỗi lần giận cái là em đụng đụng xóa điện thoại, xóa tin nhắn, chặn hết trơn luôn chị. Thôi luôn, em không thèm liên lạc luôn. Rất ổn chú hả? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màng. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nam giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên là Trịnh Văn Hùng. Năm nay 29 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Đang làm bên Shell, công ty phân bón. Hiện tại em đang công tác ở Đồng Tháp. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Lương Thị Tú Trinh, năm nay 26 tuổi, quê ở Hậu Giang. Em làm việc và sinh sống tại Cần Thơ. Em đang là kế toán dược cho bệnh viện ở Cần Thơ luôn ạ. Ồ, vậy là mình lên đây để tham gia chương trình thôi á hả? Dạ. Ồ, gần mà bạn này công tác Đồng Tháp, đi qua Cần Thơ rất là gần. Thơ, Đồng Tháp. Dạ thì em thường em làm ở Đồng Tháp thì em phụ trách nguyên là tỉnh anh. Mua bán tại tỉnh đó ha? Dạ. Rồi nhà bạn ở đó luôn hả? Dạ không, em thì thuê nhà ở đấy thôi. Thuê nhà ở đấy? Dạ, ba mẹ ở ngoài quê. Ở Đồng Tháp bao lâu rồi? Dạ em ở Đồng Tháp hơn một năm. Bạn cảm nhận về những người miền Tây thế nào? Dạ, người miền Tây thì rất thật thà, chất phác, sống cùng thoải mái. Đó, đó là người con gái kế bên đó bạn. Rồi, bạn nữ, những điểm mạnh, điểm yếu của bạn? Dạ, điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, cũng biết chơi nhiều lá cờ đó. Chơi gì? Dạ, cờ gì cũng hình như cũng biết hết trơn á chị. Dạ. Cờ chó biết không? Dạ biết, cờ nhào thôi ạ. Cờ nhà, cờ chó. Chơi giỏi không? Cờ dạ, mũ. Tương đối ạ.
Rồi điểm yếu của mình. Dạ, em tính em thì dễ giận với lại bướng bỉnh lắm. Mỗi lần giận cái là em đụng đụng xóa điện thoại, xóa tin nhắn, chặn hết trơn luôn chị. Thôi luôn, em không thèm liên lạc luôn. Bạn nghĩ lý do tại sao bạn chưa có người bạn trai tại thời điểm này? Lúc mà trước á là chưa suy nghĩ đến việc là lập gia đình. Tới chừng suy nghĩ lập gia đình thì các bạn đi lấy vợ hết rồi. Thêm một phần nữa tại vì xóa điện thoại, xóa danh bạ đó. Còn đâu nữa liên hệ, xóa tin nhắn của người ta đó. Dạ xóa nhưng vẫn nhớ số anh. Nhớ còn đỡ, giận lên gì xóa trên, muốn liên lạc lại đâu, muốn liên lạc được. Xóa mà có nhớ không? Dạ không chị. Không tính luôn em không nhớ số điện thoại chị. Rồi mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai ạ. Là mình xóa hết mấy người đó rồi đó hả? Dạ xóa sạch rồi chị. Chia tay mối tình cuối là cách đây bao lâu rồi? Dạ 3 năm rồi chị. Tiêu chuẩn mình đặt ra là như thế nào? Thích người biết hát rồi chị. Em hát dở em không biết bên hát. Bên kia biết hát không? Dạ hát không phải sở trường của em chị. Kệ bên đây người ta muốn người biết hát, kệ mình biết mình làm bản đi. Hát thử coi sao? Năn nỉ á. Hát không có hay anh. Kệ nó hát thử coi bạn gái cảm nhận thế nào. Dạ dạ. 5 tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em ơi hãy cứ tin. Thôi. Tạm dừng rồi thầy. Hát được hơn em. Em. Ủa vậy đó hả? Hát vậy được hơn em luôn á hả? Em không biết hát chị ơi. Hát vậy được hơn em hả? Dạ, mừng quá. Em không biết hát mà. Em hát thử câu nghe đây. Thôi. Kệ nó. Hát hay không bằng hay hát thử câu nào đó ơi. Dạ. Nghe bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. Được rồi anh. Trời ơi. Tôi nói nghe nè, cái hai người này lạ lắm nè. Hai người này mà nếu mà có giận nhau hát cho nhau nghe hết giận á. Ai ơi. Ấn tượng lắm à. Có cái điều gì em không thích hay là em có cái mẫu người lý tưởng đàn ông mình không? Em không thích người đầu hói. Có một chương trình có tài trợ, có mắt he ví dụ ngăn ngừa rụng tóc. Thôi mắt mới gì vậy? Thôi tao. Nè tao hồi qua là gặp nữa mới được. Cái gì đâu mà không cho hói. Ôi nhưng mày không thích mà. Ủa hói cũng đẹp trai vậy. Người ta cũng đâu có dính líu gì tới cái chuyện yêu thương đâu đúng không? Nhưng mà không thích mà anh. Rồi không thích gì nữa? Bụng bự nè, bụng bia đó. Bụng bia, đàn ông bụng bự thì sang. Thôi nhìn nó bệ sệ lắm. Nói gì đụng chạm nhiều người lắm. Trời ơi, có nhiều cô thích bụng bự ôm cho nó đã mập mập á. Không thích luôn hả? Dạ không. Vậy em thích cái gì? Dạ. Vậy em thích cái gì? Nói nghe coi. Đây bụng bự quá. Cao hơn em, nhìn dễ thương. Cao có cao. Ông này bộ đầu hói hay sao mà ông lên tiếng hoài vậy? Hói có hói. Dạ em chào chị Cát Tường dễ thương. Làm quá à. Vậy tập thể dục rồi bó cái bụng bia đi nha. Dạ có giảm một tháng nay rồi chị. Mình đã đặt ra tiêu chuẩn rồi đó. Dạ. Còn mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn nữ như thế nào không? Dạ em thì em cũng dễ mà khó cũng khó. Tại vì thấy nhìn được là được mà không được không được. Như thế nào là được, như thế nào là không được. Mình có tập xấu gì không? Dạ cũng hay rượu chè. Đi làm thì em thường phải giao lưu á. Thì nói chung cũng có hay nhậu. Mấy chai? Dạ em uống ít lắm. Được khoảng 7-8 chai. 7-8 chai là ít đó hả? Biết nhiều là nhiều ạ. Nhiều bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ tầm khoảng 3 tháng là tới rồi chị. Có chuẩn bị gì chưa mà đòi 3 tháng? Dạ cũng có tinh thần, có vật chất thì có ít. Vật chất ít là nhiều? Đã chuẩn bị phân rồi đó, phân bón rồi kia. Ít là gì, ít là gì? Thì nói chung mình cũng tích cóp được ít để trang trải cái năm đầu tiên mình cưới đang gặp khó khăn vậy. Rồi mình ở đâu? Dạ thì ý tưởng của em là ở Đồng Tháp hoặc là Cần Thơ. Là hiện giờ đang ở trọ? Dạ, bây giờ em đang thuê nhà. Lấy về thì vợ về ở trọ luôn. Dạ, thì khi nào lấy lúc đấy tính sau chị. Tính bây giờ đi, thì lên kế hoạch đi. Tây đất đai, trù phú, cò bay thẳng cánh, ở đâu không được. Không có nhà thì ra đồng, có gì đâu. Mà lo. Nhưng mà mình sẽ lập nghiệp miền Tây, miền Tây luôn hay là đi, có khi nào ý định đi về quê lại không? Hay là ở miền Tây luôn? Dạ, em lên tính, em ở trong đây em làm. Rồi, đồng ý. Ủa, nhưng mà bữa nay em lên một mình hả? Dạ, em đi với ba chị ạ. Rồi, cho gặp với chị. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Dạ. Nói cho bé yên tâm đi chị. Bên kia đầu hói bụng bự á chị. Trinh ơi bên đây không có đầu hói cũng không có bụng bự. Chị thấy anh này cũng chững chạc cũng được. Nhưng thấy hai em ổn không chị? Dạ em thấy ổn ạ. Ổn, cảm ơn chị. Bạn trai đi với ai?
Dạ em đi với lại em, nhà chú, lại hai bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, thể vị khán giả và em chào chị ạ. Dạ thì em thấy chị là người đúng với phẩm chất của miền quê, chị rất là thẳng thắn và hiền lành nữa. Cái yếu tố đẹp của con người chính là đây, anh nhà em đây thì anh cũng hiền, anh sống rất là có trách nhiệm với công việc và với gia đình, người thân. Thì anh chị nếu có thể thì cho nhau cơ hội để có thể hẹn hò và tìm hiểu nhau kỹ hơn ạ. Giờ trước mắt mình gặp nhau mình tìm hiểu tại đây đi ha. Ngoại hình ok, yên tâm đi, có gì đâu mà hồi hộp. Kéo màn. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút trò chuyện với nhau, tìm hiểu nha, nhìn coi có xét đánh không. Dạ anh chào anh ạ. Anh thấy lần đầu tiên rất vui được gặp em. Anh tới chương trình anh có món quà tặng em. Anh tặng em. Cao ghê nha. Thì anh thấy em cũng dễ thương. Em ở Hậu Giang là ở Vị Thanh hay là ở đâu em? Dạ em ở ngã 6 anh. Ở gần ở Cần Hiệp Thơ, cách Cần Thơ khoảng 40 phút rồi. Ngã 6 gần ngã 7 em. Xa lắm anh, không có gần anh. Ở Cần Thơ thì anh cũng hay thường lên. Tại vì cũng có em gái nhà ở Cần Thơ đấy, anh cũng hay lên đấy chơi cuối tuần. Em thấy anh sao, có đúng hình mẫu lý tưởng của em không? Dạ nhìn anh dễ thương, cũng cảm thấy anh hiền hiền. Có hói không? Dạ không có hói anh. Mừng quá ha. Dạ tính tới chuyện hẹn hò sao rồi hôn nhân rồi đó. Anh có, nếu mà anh có cưới vợ miền Nam á, mẹ bên gia đình á có khó không anh? Ba mẹ ở nhà thì cũng dễ, tại vì quyết định là do mình. Mình phải có chính kiến của mình chứ mình không có nghe người khác. Người khác thì chỉ góp ý cho mình. Ví dụ giờ anh lấy vợ anh về Thanh Hóa luôn có về được không? Dạ nếu thương thì chắc có thể. Hay dụ anh về Hậu Giang đi. Chắc về Hậu Giang cho nó dễ. Hậu Giang đất rộng đó đúng không? Dạ đúng. Cò bay thẳng cánh. Về chăn vịt ý không? Không có vịt, anh chỉ trồng cây thôi ạ. Em tính khi nào là kết hôn rồi em? Nếu mà người đó hỏi thì em cưới à. Dễ vậy hả? Miền Tây đơn giản mà. Ba mẹ bạn gái có yêu cầu gì khi tìm chàng rể cho mình không? Dạ có ạ. Mẹ em chỉ yêu cầu là người đó đừng có ốm quá thôi. Em thấy anh này chắc là được rồi, không có ốm nữa. Nếu anh hỏi em đồng ý không? Để suy nghĩ anh. Nãy mới nói ai hỏi em đồng ý thì... Mà anh chưa có hỏi mà anh. Giờ thí dụ anh hỏi nè, đồng ý không? Anh kêu anh hỏi đi rồi em trả lời. Hỏi cho em. Bây giờ anh mà muốn hỏi em á, muốn tìm hiểu sau này hợp thì muốn tiến tới xa hơn nữa, em đồng ý không? Thôi bây giờ nói câu tình cảm thôi anh. Rồi, đúng rồi, muốn nói nói tình cảm đi. Thì hay thì là mình cứ bất chấp hẹn hò hết đi. Em về đội của anh. Câu này xưa lắm rồi. Câu gì tự đáy lòng của mình, từ trái tim của mình. Đừng bắt chước người khác. Sau này á, nếu mà có cơ hội mà đi tiến tới xa hơn nữa thì anh hứa anh sẽ lo cho em suốt đời. Dạ nếu được vậy thì em chịu á. Người miền Tây đơn giản không? Được thì chịu thôi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi. Được rồi đó. Ủa sao vậy? Hả? Nó sao mà thấy rùng mình chứ vậy? Cảm giác sao vậy em? Điên chưa cả? Cá gung. Gung quá hả? Dạ. Bạn trai thấy sao? Dạ em thấy tay thì cũng êm. Mong rằng các bạn sẽ cùng chung đi trên con đường đó. Vào ngày không xa, hai bạn sẽ báo tin vui chúng tôi nhé. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn nha.
với lại Thạch Thà với lại ít nói chuyện với hai ông ngoại. Kỳ á. Còn em? Ở nhà thì nói nhiều lắm, giỏi nội trợ, chuẩn bị để mà có thể làm dâu. Hello, Cát Tường đã vào vị trí mai mối của mình rồi và hy vọng ngày hôm nay, hy vọng sẽ thành công quý vị nha. Chào em trai. Em chào chị Cát Tường. Bây giờ chị sẽ ra mời bạn gái của em vào. Rồi, ghế đây, sẵn nha. Rồi, vào vị trí, mời hai bạn mở mặt nạ ra, chị làm cho em. Mở mặt nạ đi cưng. Chào chị ạ. Chị Tường xin chào hai bạn. Hôm nay tâm trạng vui không? Dạ vui ạ. Hồi hộp không? Rất hồi hộp ạ. Tối qua ngủ ngon không? Không, không ngủ được. Tối qua không ngủ được. Dạ chào bạn bên kia. Em là Hồng Loan, 29 tuổi. Hiện tại là nhân viên kinh doanh cho một công ty ở Bà Rịa Vũng Tàu. À, vậy quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Phú Yên ạ. Quê Phú Yên mà hiện giờ là đang sinh sống và làm việc ở Vũng Tàu. Dạ, đúng rồi. Em sống ở đó với ai? Ở đó với anh chị em, gia đình của anh chị em. Rồi, mời em. Dạ, em tên Lê Tứ Hải, em ở Rịa Vũng Tàu, em sinh năm 86. Vũng Tàu luôn? Dạ. Làm công việc gì ở Vũng Tàu? Dạ, em làm bên chụp hình và làm thợ hàn sắt. Giỏi dữ vậy ta. Chụp hình là nó nghệ thuật, mà cơ khí thì nó lại là nó không liên quan ha. Em đang sống với ai? Dạ, sống với mẹ. Em mất lúc em còn nhỏ em không biết. Ê, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Vui vẻ với lại thật thà với lại ít nói chuyện với ai bên ngoài. Kỳ á. Còn em? Em thì hay nói, thích nói. Cả công ty qua ở nhà thì nói nhiều lắm, giỏi nội trợ, chuẩn bị để mà có thể làm dâu được rồi đó. Em thích sống với lại chồng em và cả ba mẹ chồng nữa. Chứ em thích làm dâu. Hay là lâu lâu mới có một cô gái thích làm dâu. Thì em thích cái cảnh làm dâu lắm. Em thích cái cảm giác gia đình. Đúng rồi, thật sự á, cô gái này là có một cái suy nghĩ rất là tiến bộ. Làm dâu bây giờ sướng lắm, không có khó khăn như ngày xưa. Có gì còn có mẹ phụ, ví dụ hai chồng lấy nhau ở với mẹ. Thì có gì thật sự nhiều khi bận quá, cơm nước mẹ cũng phụ được nếu mẹ còn khỏe nè. Sinh cháu ra thì mẹ sẽ thương, cưng, ẩm bồng nè. Đỡ đần cho hai vợ chồng lắm chứ. Đúng không? Có nhiều cô cứ tôi muốn làm dâu. Cái quan điểm đó coi như là mình phải chỉnh lại một chút xíu ha, cho nó phù hợp. Hôm nay em đến với chương trình nè, em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Không cần đẹp trai lắm, phải yêu thương vợ, có trách nhiệm. Hai nữa là hiếu thảo. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao tầm khoảng 65-70 là được đó. Cao nhiêu? 1m62 ạ. 1m62 hả? Kiếm đi, ảnh trọng á. Kiếm thử coi đoán được ảnh không? 1m62. Rồi. Trời, tập võ đai gì rồi em? Dạ em huấn luyện viên. Huấn luyện viên? Anh biết lỗ không ạ? Mấy năm rồi cưng? Dạ 5 năm rồi. Thì lát nữa mình mở cửa trái tim ra em chỉ cho bạn gái vài chiêu nha, để bạn gái tự dạ, vệ. Được ạ. Được không? Dạ được. Đoán ảnh không? Không đúng ra chị. Ảnh nói ảnh là huấn luyện viên rồi đó. Trời ơi. Chị lên này. Cái như giữa. Trời ơi, thì đó, huấn luyện viên, không biết nữa nha. Thôi cầm đi, hồi nữa mở trái tim ra rồi coi. Em có hình ảnh gì cho ảnh xem không? Không có gì, em... Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Phải tròn tròn, dễ thương xíu. Không phải dễ thương mà là dễ nhìn xíu. Tròn tròn, dễ thương. Còn cổ là ai trong những cô gái này? Dạ. Em thích ai? Có ẩm con dê. Ẩm con dê, rồi cầm đi. Bây giờ các tường sẽ mở cửa trái tim ra cho chúng ta kiểm tra xem hôm nay chúng ta đã đoán đúng hay không. Xin mời các bạn. Hãy trò chuyện trực tiếp với nhau. Chào anh ạ. Rồi, thoải mái rồi đó. Em có món quà tặng anh. Anh cũng có món quà được em. Em cảm ơn ạ. À, bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái tình trường của mình. Dạ, em trải qua 4 mối tình rồi. Mối tình nào đối với em là nó sâu đậm nhất? Dạ, mới đây ạ. Thấy nhà em hơi khó khăn gì vậy đó. Rồi người ta không quen, người ta chỉ là nhắn tin xin lỗi. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi, không có lý do gì. Chia chủ động chia tay với em nhưng mà nhắn tin xin lỗi em. Vậy sao em nghĩ là người ta nghĩ là hoàn cảnh gia đình em nghèo khó? Em đoán là cô ấy nói. Tại vì bạn của cổ nó cũng có người yêu rồi, cũng có em bé này kia đó rồi.
thấy bên nhà chồng thì không có thể lo được, rồi nhìn cảnh như vậy là người ta mới sinh ra ý định như vậy nữa. Thì cô nói như vậy em có thấy buồn không? Dạ cũng có hơi buồn, tại mình cũng bị lùi qua năm nay sẽ cưới luôn á. Mình đã quên câu chuyện cũ đó chưa? Dạ quên rồi. Tại vì đã một khi mà người ta đã có suy nghĩ như vậy rồi, sau này mình cưới về rồi người ta cũng sẽ bỏ mình thôi. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy kinh tế của em đã ổn định chưa? Cái cơ dạ, cũng được rồi. Thế bây giờ là em ở với mẹ là ở nhà đó là nhà của ai? Dạ nhà của em tự xây luôn. Em tự xây, em xây lúc nào? Dạ xây năm ngoái ạ. Xây lúc đó là còn quen bạn gái kia không? Dạ tại có bạn gái đó là nhờ bạn đó là tác động, em tự xây một viên gạch em tự xây, không có kêu thợ, tự mình em xây cái nhà lên. Nhà một mình em tự xây? Dạ. Ủa em làm thợ sắt, em làm thợ hồ? Dạ em không có làm thợ, tại vì em đi làm thợ hàng, em thấy người ta hàng, thấy người ta xây cái bắt trước thì xây. Xây nguyên cái nhà tự mình xây luôn? Dạ. Là em tự xây cái nhà em luôn. Trời ơi hay vậy ta, bữa nào lên thăm nhà anh này của anh, ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu? Dạ dài 17 mét. Ngang nhiêu? Dạ rộng 1 mét. Mà tự xây một mình lần đầu tiên tôi nghe luôn á nha. Rất là giỏi. Hay giỏi, nói chung là cũng nhờ cô kia, cô tác động, cô chê cái đâu là lấy động lực đúng không? Thôi bỏ qua chuyện vừa cũ ha. Vừa xây thì cô vừa bỏ. Vừa xây là cô vừa bỏ, bỏ qua chuyện cũ ha. Hôm nay mình sẽ có một cái tương lai mới nó tốt hơn. Em tình trường của em như thế nào? Sâu đậm nhất của em là cái mối tình cuối cùng. Tại vì trước đó là em chung không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Chị mới có nhiêu tuổi mà mất niềm tin vào con trai. Nói chung là em cũng không biết, nhưng mà khi gặp anh này rồi thì em mới mở lòng ra. Khi mà em bắt đầu yêu thương rồi là anh bắt đầu là xa lánh, lẩn tránh em. Thì cũng không hỏi lý do, cũng không nói với em thì... Tới giờ này em biết lý do chưa? Không biết lý do. Rồi chia tay luôn. Có khi nào anh có vợ con rồi không? Ảnh hiện tại thì ảnh có vợ rồi. Điều nó cũng chóng vánh quá, nhanh quá đúng không? Dạ. À thôi bây giờ vậy nè, trước khi vô yêu đương nè, nãy mình nói gì nhớ không? Nãy nói mở cửa trái tim ra làm gì nhớ không? Dạ nhớ. Rồi bây giờ em qua bên đây, em chỉ cho cổ vài đòn tự vệ coi. Hay là qua đây đi, bên đây cho dễ, rộng rãi nè. Em gái qua đây đi cưng. Nắm tay anh đi, ví dụ nắm tay đi. Nắm tay vậy đúng không? Người ta muốn hất cái tay ra phải làm vậy mới ra được. Hai tay em nắm lại, hai tay. Rồi muốn lấy cái vòng tay đấy lấy ra, phải cầm tay vậy nè. Ra hết. Lại lấy em mấy cái chiêu á, hiểu không? Chiêu mới đơn giản nắm tay thôi, còn mà nếu như ta thường hay mà bị ta cướp điện thoại á. Dạ đúng rồi, cái này được. Cái này nè, mình thường hay cầm điện thoại mình gọi như vậy là sẽ bị mất, mình sẽ cầm như vậy. Giữ như vậy, cầm thử á. Nếu như mà khi mà ta giật thì làm như thế nào? Lúc đó ta giật đó mình sẽ đưa xuống vậy thôi. Đơn giản. Xuống là quạt, lại lấy sắt đúng không? Lấy sắt là quạt xuống luôn. Đơn giản mình thả lỏng đưa tay sẽ đưa xuống vậy là sẽ không bị mất điện thoại. Em làm thử coi em ảnh giật của em thử coi. Dạ không lấy được. Rồi nắm tay cổ coi cô phá được không? Em lấy sức nha. Nó ra mà. Rồi nắm hai tay. Mình quất lên thì nó sẽ được cái này cho cái nó. Tay vậy nè, rồi. Đúng rồi. Tại anh có thấy cái mình rất là yếu. Dạ đúng rồi, tôi hiểu rồi. Cái này là tự vệ về bên... Cái này là phải lấy sức lên. Rồi ví dụ bị quấy rối thì sao? Em ôm bạn đó đi. Giả tỷ như em là con trai em xàm sợ ảnh á. Ôm vô coi, ôm vô coi. Tay lên rồi, cái gối lên luôn. Cái này là đủ rồi, cái nào à? Cái mặt em. Cái mặt em hả? Chỉ cái này đúng không? Rồi vậy em ôm cổ, cổ phải thị phạm, cổ làm được chứ. Bây giờ em ôm cổ nè. Rồi em làm lại coi. Ôm đi, người ta mới làm được chứ. Dạ, được rồi, vậy được rồi. Đó là đuôi gối trên, đuôi gối lên. Quất vô cái hạ bộ liền. Đúng rồi, chị. Cái gì đâu mà không ngại va chạm. Cái này là rất cần thiết khi mà đi con gái đi ra đường một mình, rất là cần thiết. Nhào vô ôm mình là mình giật lên liền ha. Vâng, khi mà có gió rất là tự tin. Nhưng mà bạn trai có giận, bạn trai có ôm thì đừng có giật nha. Giật xong phản xạ đó cũng. Giật xong sau này hối hận á, về. Sau này là không có phát triển nòi giống được nghe cưng nha. Bây giờ mời các bạn ăn trưa nha. Đây là cái món súp hải sản nha, của nhà hàng East West Brewing. Vừa ăn, vừa tâm sự, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Cho các bạn một chút xíu thời gian riêng tư ha. Dạ dạ. Rồi, mời hai bạn. Mời anh ạ, mời anh. Anh cảm nhận khi mà gặp em lần đầu tiên thì như thế nào? Thấy bỡ ngỡ thì... Thấy giống với tưởng tượng của anh không? Mình thích người dáng cỡ tròn tròn. Em không tròn hả? Cũng vừa. Em đã còn muốn giảm béo. Anh có biết nấu ăn không? Có biết nấu món hải sản này kia thôi, không có nấu đồ thịt nhiều.
Thế thì bình thường là đi làm về là mẹ nấu hay là anh về anh phụ mẹ nấu? Lúc mẹ đi làm thì ở nhà tự nấu cho mẹ. Cưới vợ về rồi thì anh có muốn vợ đi làm không hay là chỉ ở nhà là phụ việc nhà thôi? Nếu có vợ thì vợ cũng cũng nên đi làm. Tại vì đi làm nó có một cái thu nhập, phần nữa là vợ được thoải mái, tự do. Chứ bất kỳ ở nhà coi nhà hoặc giữ nhà làm việc nhà thì thấy nó... Dạ chào chị. Anh sẽ có ăn không? Có. Dạ. Ngon không? Dạ được. Nếu như mà hợp thì em nghĩ bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân là vừa? Nếu em hợp thì vài tháng hoặc là đầu năm. Nhanh quá vậy, chuẩn bị hết mọi thứ chưa? Cũng có chuẩn bị rồi, để lập một gia đình để có cái sự ổn định với lại lo cho tương lai hơn. Ở đấy an cư lạc nghiệp mà có nhà rồi thì cũng được rồi ha. Dạ. Còn em, theo như em thì bao lâu nữa thì em muốn kết hôn? 6 tháng, 1 năm thì em có thể... Vậy là cũng hợp với nhau rồi. Bây giờ mình chơi một cái game nha. Chơi vài cái mini game nhỏ nhỏ để cho mình cảm thấy thân thiết với nhau hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn. Trong đây là những cái lá thăm yêu cầu ha. Mình bóc trúng cái lá nào thì đọc lên rồi chị Tường sẽ cho mình thực hiện. Rồi. Em bóc trước hả? Em bóc trước đi. Lá đỏ xanh. Đọc lớn lên chị nghe thử coi. Bạn có năng khiếu gì hãy thể hiện cho bạn gái thấy. Vỗ tay cho người ta đi, khích lệ tinh thần. Em thường qua những cánh đồng thung lũng Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn rơi hình xa xôi, gợi lại kỷ niệm không vui. Thương khói lang bang chiều già, mái chân thuốc hồi cùng. Dạ. Giọng hay mà, tự tin lên, thấy không? Bạn trai này hơi là rụt rè, mình phải tự tin lên trong cuộc sống nha. Không có tự ti gì hết, mình rất tài giỏi rồi. Tự một mình lập nghiệp được là mình giỏi rồi, không đọc lớn lên coi cái gì. Thử tỏ tình siêu lãng mạn, đối phương theo cách của riêng bạn, không lãng mạn, bị danh si phạt. Bây giờ đó, cái này tôi cho cả hai luôn. Con gái cũng có quyền tỏ tình với bạn trai. Ai tỏ tình hay thì ok, còn ai tỏ tình dở tôi phạt. Phạt ghê lắm luôn á. Bây giờ ai làm trước? Bạn trai làm trước đi. Em có thể đi trên bãi biển, đi dạo trên bãi biển. Và mình đi nhau đi với trà sữa, đi ăn đêm. Ví dụ vậy. Bây giờ em phải tỏ tình với bạn gái. Hôm nay trăng thanh gió mát gì đó, hôm nay mình ăn ngon quá, bây giờ anh muốn gì đó, thí dụ vậy. Cái đó gọi là tỏ tình đó, hiểu không? Rồi bước qua bên đây. Nhanh, anh phải đi vận động lên, anh nhát quá. Đứng đây nè, đứng đây nè, đứng quay vô, đúng rồi, quay ra ngoài. Hôm nay em ăn ngon không? Dạ không no. Ngon hả chị? Vậy có dịp anh sẽ nấu cho em món đặc sản ở dưới Vũng Tàu. Anh có thể nấu một đặc sản gì? Như là sầu quéo nướng với hành, rồi sầu huyết xào tỏi. Em như vậy có béo không? Béo còn tốt, anh thì thích con gái hơi tròn tròn một mọc. Tròn quá thì làm sao, lỡ mà béo lên thì lên quá thì làm sao hả? Thế còn Thư nữa không? Nè gì chứ? Vậy? Lãng mạn chưa em? Chưa lãng mạn. Chưa lãng mạn. 2, 3, vô. Anh không nói được thôi chị. Nói được chưa? Rồi về chỗ. Hít đất một tay cho tôi. Hả? Hít đất một tay. Hai tay đó chị. Không. Em lực không em. Hai tay em gác rơi, gác chân lên ghế. Hít. Hai tay. Rồi. Không khỏe thấy mồ mà. Bộ gác chân lên ghế là hít khó hơn hả? Dạ. Rồi có nhúng nữa nha, có nhịp nhịp nữa, được không? Khỏe không? Khỏe. Có thể là bảo vệ mình được không? Được rồi chị. Được ha. Được chưa? Muốn cho ngưng lại chưa hay cho làm tới mai luôn? Dạ được rồi chị. Được rồi, cô gái chịu rồi. Tha thứ nha. Rồi, kéo ghế vô. Tới phiên em, tỏ tình với ảnh. Không được, phạt nữa đó nghe, tôi phạt ghê lắm á. Nghe người ta nè, học hỏi nè, nhìn thẳng vô người ta nè. Lần đầu tiên em gặp anh, em rất là cảm mến cái cơ bắp của anh. Sau này anh có thể bảo vệ em, được không? Được ạ. Làm người yêu em nha. Ok. Đó, thấy chưa? Ta tỏ tình gì được không? Dạ được. Hiểu tỏ tình là như thế nào chưa? Em run quá, em biết soạn được cái gì chứ. Mà bây giờ hiểu tỏ tình là như thế nào chưa? Dạ hiểu chị. Như vậy mới gọi là tỏ tình. Dạ. Em hỏi lung tung hết trơn. Thiệt tình. Em rối quá chị. Cho cổ mấy điểm?
99 điểm. 99 điểm rồi, về chỗ hên quá ông, thôi là thục dầu chết luôn. Ui ác lắm, thôi được rồi. Chắc có lẽ giờ này trong lòng mỗi người cũng có cái cảm nhận riêng của mình. Bây giờ hai bạn hãy nhìn nhau, chị cho mỗi người thêm 30 giây nữa. Hãy nói cho đối phương nghe hiện tại trong lòng mình đang nghĩ điều gì, hoặc mình cảm nhận như thế nào. Mời bạn trai nói trước. Anh thấy em người dễ thương, theo cũng mạnh dạn, có sự quyết đoán. Còn gì nữa không? Địa chỉ của anh không? Anh cũng anh giống như vậy rồi. Cho hai bạn một cơ hội nữa, hãy nắm tay nhau qua cái trái tim này. Mình phải đưa tay ra trước đi chứ. Trời ơi cái ông này. Rồi bạn gái nói đi cưng. Lần đầu tiên gặp anh thì em thấy anh hiền. Nếu mới là bạn trai thì có thể bảo vệ em. Thì em cũng thích bạn trai giống như anh như vậy. Anh hiền quá, anh nhát quá, em hiền, có thấy khó chịu không? Thì nói chung là chắc khỏe em là nếu mới là bạn gái của anh thì chắc là em cũng chủ động thì nhiều hơn. Rồi cảm ơn hai bạn, cho các bạn rất nhiều cơ hội rồi nha. Còn mình có nắm bắt được cái cơ hội này hay không là tùy cái cảm xúc của hai bạn. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đây là giây phút rất quan trọng, mình hãy lắng nghe trái tim của mình. Hãy cảm nhận lại câu chuyện từ nãy đến giờ và để xem đối phương có thể là một nửa của ta hay không. Không có rung động thì không bấm làm mất duyên của nhau. Nhớ nha, nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Nhấn một lần thôi, nhấn xong rồi còn nhấn lại. Rồi, ok. Ủa, anh phải nhấn không chị? Ủa, anh phải nhấn không chị? Có chứ. Em sợ anh không nhấn hả? Không phải. Chứ em sao? Em nghe tiếng, cái đây là sáng, không phải là tiếng. À, có tiếng, anh nhấn tới 2 lần lận. Anh nhấn cái sáng xong rồi anh còn quớ, anh nhấn cái nữa. Đó, không sao cả. Rồi, mời hai bạn về một bên. Rồi, trước tiên nắm tay nhau đi nè. Em có biết lý do tại sao bạn gái hôm nay bấm nút hẹn hò với em không? Trong khi em rất là nhát, em đâu có nói được gì nhiều. Em biết tại sao không? Trời ơi, ông này thiệt khổ ghê. Tại vì cô thấy em có sức khỏe, có thể bảo vệ được cho cổ. Em thật thà, hiền lành. Bây giờ để thể hiện sức khỏe của mình nè. Bây giờ rủi bữa nay đi chơi với bạn gái mệt. Bạn gái xỉu nè, ẵm bạn gái chạy coi. Một vòng, nhanh. Bạn gái xỉu nè, đưa đi bệnh viện. Chạy. Lẹ lên. Rồi tới bệnh viện nhẹ nhàng để xuống. Rồi nắm tay nhau. Rồi một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Rồi hôn nhau đi bạn. Hôn má nha. Đó rất dễ thương. Sau này biết đâu lấy nhau được. Coi lại khoảnh khắc này, cảm ơn chị Cát Tường nha. Chúc hai bạn sẽ cố gắng vun đắp cho cái tình yêu của mình. Có tin vui thì sớm báo cho chị Tường nha. Rồi cảm ơn hai bạn. Mắc cỡ e thẹn gì không biết nữa. Như vậy hôm nay bà Mai đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình rồi quý vị nha. Cho bà Mai một tràng pháo tay nè. Và chúng ta đừng có quên khung giờ quen thuộc của chương trình nhé. Sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, tạm biệt. Chồng thì không nói, mai kia có con có cái thì không thể nào mà mình cứ tàn tàn để con cái thua bạc thua bè được. Em ơi, không có bao giờ gọi là đủ sức hết á. Giờ của cha của mẹ để có như núi mà mình ngồi ăn không, mình không làm nó cũng hết nữa. À không, tại vì đối với em đâu có ăn nhiều. Trời ơi, em không ăn. Trời cũng không nhiều. Em không ăn mà vợ em ăn rồi con em ăn. Cái mức sống như vậy, cái tiền mình có như vậy á thì mình phải nói chung là có cuộc sống vậy như liệu cơm gắp mắm chứ gì. Hợp lý với cái số tiền đó. Nhưng mà thí dụ như em cầu tiến em làm kiếm tiền nhiều hơn thì à, không em cao ra hơn. Em đi làm thì em cũng cố gắng em làm, nhưng mà em làm là chỉ là để con có cái môi trường để mà mình làm trong đó. Giờ này mua xe hơi nhà lầu không nổi đó. À mới, nếu em đã thấy ok rồi thì em cứ ok. Nên là em muốn tìm một người bạn gái là cũng có cái suy nghĩ như vậy. Có thể cũng có. Em tính lên một phép tính là cứ một tỉnh thành là sẽ có 8 cô gái giống em. Một tỉnh thành là sẽ có 8 cô gái giống em. Và hiện giờ có thể là
em đang đi tìm ấy. Đang đi tìm cái người giống mình. Đang đi tìm cái người giống mình. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Từ khi mà chị thấy có khán giả ngồi phía dưới này, chị thấy chương trình nó sơm lên hẳn. Sơm hẳn lên. Tầm mát tay lên hẳn. Chưa có tập nào mà không có cặp đôi nào bấm nút. Thiệt tình. Em đi theo chị một năm qua, từ một ông mai tập sự, bây giờ cũng còn đã non lên, nớt. Non nớt, bây giờ cũng đã đi theo chị là người ta cũng gọi là ông mai bán chuyên nghiệp. Bắt đầu từ bây giờ, chị đã phong em là ông mai chuyên nghiệp. Wow. Thì ngày hôm nay, em phải chứng tỏ cái bản lĩnh và đẳng cấp em ở đây mới được. Nhanh gọn lẹ, dứt khoát và đến đích. Duyệt. Yeah. Thưa quý vị, mời quý vị hướng mắt về sân khấu để chào đón hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, chào hai em. Rồi, quá đẹp trai. Bây giờ đẹp trai đã có thì còn thiếu gì sự đẹp gái. Mời hai cô gái xinh đẹp. Quá dễ thương. Hôm nay tôi sẽ chơi đổi kèo. Tôi đổi sẽ kèo. Hỏi chàng trai ngồi ở ghế màu xanh trước. Để màu xanh là màu hy vọng. Tên. Rồi, chào em trai ở ghế màu xanh. Em tên là gì? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên Lý Xuất Sắc. Dạ, em sinh năm 91. Là 31 tuổi rồi. Quá dữ. Trời ơi, thiệt hả em? Dạ thiệt. Tên này là ai đặt cho mình, ba mẹ hay ông bà? Dạ, ông nội em đặt. Ông nội đặt cho. Nhà mấy anh chị em? Dạ, chín anh chị em. Chín cho anh chị em, đọc tên chị nghe coi. Trời, đọc từ đầu tới cuối luôn. Đúng rồi. Em đọc tên thôi. Ừ. Dạ, chị hai tên Huệ. Tên Quyền, Thuyền, Xuyên, Sang, Xuân, Sơn, Sắc, Thu. Trời ơi, còn chú sợ không? Những người xưa đặt tên hay là có cái ý nghĩa rồi xuyên suốt vậy đó. Thắng lợi vẻ vang, hiểu điều thục nữ vậy đó. Kiểu đặt tên vậy phải không em? Giống như mùa xuân mùa thu. À, mùa xuân mùa thu, nhà em có đủ mùa hết. Dạ, à, tới mùa. Em cái là xuất sắc. Đang làm công việc gì? Dạ em đang làm kỹ sư xây dựng. Wow, kỹ sư xây dựng. Là có đi ra công trường không hay là chỉ ấp? Dạ có. Hèn chi đen quá. Điểm mạnh nhất của em là gì? Dạ cái gì cũng xuất sắc hết. Cái gì cũng xuất sắc hết. Cái gì cũng xuất sắc hết. Wow. Dạ điểm yếu có nhiều cái hơi bị hiền và thật quá, không hiểu bạn gái. Rồi, mời bên kia. Rồi, thì giờ cô gái ngồi vị trí màu xanh, em giới thiệu về mình đi, tên gì? Dạ em chào anh Minh Đạt. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Người ta mạnh mẽ như vậy có gọi là xuất sắc. Chào em. Dạ em chào chị áo đỏ. Em chào chị áo đỏ nào đây? Em chào chị áo đỏ. À, thất hồn. Dạ em chào tất cả mọi người đang tham dự, đang có mặt ở tại chương trình và tất cả những người đang xem chương trình này. Xuất sắc. Xuất sắc mày ơi. Em tên là Đào Thị Anh Thư ạ. Anh Thư. Sinh năm 1993. 93. Tuổi của em là 20/9. À rồi. Dạ. À, em quê là ở Phú Yên. Em học xong rồi em làm việc ở đây tới bây giờ. Công việc em là gì? Em là biên dịch viên. Em làm tại quận 1 ạ. Biên dịch viên tiếng gì? Dạ tiếng Anh, Việt Anh ạ. Wow, cái này là giỏi Anh ngữ lắm ha. Thì bây giờ điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Điểm mạnh của em á thì em là một cô gái hiền lành, ngoan. Sống truyền thống. Mới tối là em là một người rất là hoài cổ. Em thích sống theo kiểu là chăm lo cho gia đình. Một người thảo với bố mẹ. Hướng gì cái tay quá đúng không? Hoài cổ và cũng là hướng nội nữa. Và cũng là hướng về gia đình. Rồi. Tính em rất là tiết kiệm, còn rất hướng thảo với bố mẹ. Rồi. Biết lắng nghe mọi người, biết tha thứ cho người khác. Còn điểm yếu của em á thì tính của em thì ngoan quá. Thành ra em rất ít khi đi chơi. Điểm yếu là ít đi chơi hả? Dạ. Đi chơi, không biết ăn chơi, không hứng thú tiêu tiền luôn. Cái đó là điểm mạnh chứ sao là điểm yếu? À, em thường hay tiêu tiền những mục đích gì? Em tiêu tiền cho bố mẹ em tiêu tiền để đi học. À, tiết kiệm. Dạ. Đó là cái điểm mạnh chứ bây giờ không biết tiêu tiền. Giờ sở thích em là gì? Sở thích của em thì em thích dành thời gian bên mẹ của em. Lúc mà em ở trong này một mình thì em sẽ thích coi những thứ liên quan tới mèo, tới hoa. Em thích xem những cái công trình kiến trúc cổ. Wow, có kiến trúc, bên kia là kỹ sư xây dựng đó nha. Ngoài ra thì em cũng rất là thích đi biển. Em thích những thứ thiên nhiên, thích hòa mình vào thiên nhiên. Một cô gái quá ngoan hiền đó trời. Em có cái tật xấu gì khác nữa không? Tật xấu. Giờ thấy là tật xấu em là toàn tật tốt. Có. Ví dụ như là em thì hơi cứng nhắc.
mà em cũng không có hiện đại lắm. Dạ, với lại em nói là em rất là ít bạn. Đó là một điểm yếu của em. Một lần quậy nhất của em là em làm gì? Quậy nhất của em á hả? Làm cái gì? Lúc mà em căng thẳng nhất thì em ở nhà không làm gì, không đi ngủ được, thì em lấy rượu ra em uống. Uống bao nhiêu nè? Đồ em thấp lắm, nửa ly. Nhậu? Không phải nhậu, cũng có tí xíu mà xỉn mất tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ. Nãy giờ anh đang bức rứt trong người hay gì, ngồi bẻ tay bẻ chân kêu rộp rộp. Càng vậy, có hồng rõ không? Nóng, đang nóng giận hay sao gì? Em? Chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng quý vị khán giả. Em tên là Trân, em sinh năm 91. Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà hiện giờ là em đang sống ở Long An với mẹ. Ủa sao sinh thành Hồ Chí Minh mà giờ sống Long An? Tại vì hồi đó ba em già về quê Long An dưỡng già. Cái mẹ em theo mẹ ba em theo ba mẹ em luôn. Mình đang làm công việc gì với Long An? Em đang thử việc nhân viên văn phòng. Ủa thử việc gì, hồi trước đó làm gì? Trước đó thì em học đại học Nông Lâm xong, nhưng mà em học ngành nông học nhưng em không có đi làm, thì em học để mình biết cái về trồng trọt thôi. Sau đó thì em đi lính xong về cái em làm dân quân trên xã một thời gian, cái là em nghỉ. Và sau này là em về em phụ gia đình. Nó xong hết rồi, mọi chuyện xong hết rồi em mới đi làm công. Bây giờ mới bắt đầu đi làm. Rồi vậy thì mình đã sẵn sàng gì để mà lấy vợ chưa? Chứ tuổi này với Long An là chắc ba mẹ cũng hối à ha. Về kinh tế thì chừng 2 năm nữa. Thì 2 năm nữa bán đất thì nó lớn lên phe chứ. 2 năm nữa bán đất sao nó nhỏ dữ vậy? Giống như đó giờ mình ở nhà mình phụ ba phụ mẹ mà, thì là chắc cũng phải có cái gì chờ chứ đúng không? Thì mà đất đâu bán vậy? Thì đất hưởng sái từ ba. Đất Long An luôn. Đầu tư vô để mình có một cái thu nhập mà mình không cần làm cũng có cái thu nhập ổn định đó. Là cái gì? Làm gì mà không làm mà có thu nhập ổn định? Thì mình cho mua nhà để mình cho thuê. Bán đất rồi mua nhà cho thuê. Người ta thường là có đất rồi người ta mới xây nhà. Còn này bán đất mua nhà có nghĩa là đất phải bự. Phải không? Đất nhiêu mét, nhiêu công, nhiêu mét vuông? Dạ cũng đủ mua một căn chung cư. Đủ mua một căn chung cư. Nhưng mà được chia của đều hết chưa? Dạ rồi. Đất đó là riêng của em thôi. Dạ đúng rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Nói về điểm mạnh thì chắc em tính theo thang điểm 10 thì tại vì em cảm thấy em người rất là bình thường. Điểm mạnh thì cũng không có gì mạnh lắm. Điểm yếu thì là cũng không có gì yếu lắm. Không có. Cái tật em hơi cà rỡn. Những cái lúc mà cảm thấy mà nó áp lực quá thì em lại cà rỡn lên. Chứ nó thoải mái đó. Đâu có gì đâu. Với lại cái quan điểm sống của em là em thích một cuộc sống bình thường thôi. Có tiền ít thì mình ít. Có tiền nhiều thì mình cũng xài vậy, miễn là mình cảm thấy thoải mái thôi. Giờ mà em dài vậy chứ em còn ham chơi lắm. Ham chơi, chơi là chơi gì? Ví dụ em ham chơi gì? Đi chơi với bạn bè, đi mua sắm đồ, đi phượt. Có lần em đi phượt xa nhất là em chạy từ Long An cho đến đất Mũi. Mũi Cà Mau. Dạ đúng rồi. Chụp hình xong cái em chạy ngược về. Đi mình. Đúng rồi. Gánh với xách xe chạy mình vậy đó. Dạ đúng rồi. Dữ ha. Rồi lúc rảnh rỗi thì em thích làm gì? Sáng em đi làm xong rồi cái chiều về, thí dụ như mà cảm thấy nó khỏe khỏe thì em tập gym. Còn chủ yếu nhật yếu. Thì còn em yếu đi yếu. Chơi với bạn. Yếu thì mình ngủ. Có bạn gái thì sao, sắp xếp thì sao? Nếu mà bạn đó gần á thì hai đứa dắt nhau đi ăn uống đồ. Còn chủ nhật thì em có thể chạy xuống bạn đó để mà hai đứa chơi. Thí dụ như sao là gần, giờ thành phố với Long An là Long gần An. Xa? Hai mấy cây, 30 cây, tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Giờ quen bạn ở thành phố được không? Cũng được, tại vì em nhà em cũng ở Ba Điểm mà. Nó cũng gần mà phải không? Dạ. Ok. Ba Điểm cũng là hai chàng trai hôm nay đều là 31 tuổi hết ha. Có điều kiện hết ha chị ha. 91 hết, có điều kiện, được. Dễ thương quá chừng. Cô gái ngồi ghế màu đỏ em giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Minh Đạt và xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai anh ở bên. Em tên là Nguyễn Thị Yến, năm nay em 30 tuổi. Nhà em ở Bình Phước. Công việc hiện tại của em là có mở một spa nhỏ ở quận 2. Thì trước khi đến với công việc spa thì em đã từng làm rất là nhiều nghề. Quản lý nhà hàng, cũng đã từng mở nhà hàng. Xong rồi nhà hàng có nghĩa là mình đi, mình buôn bán mà không được như ý. Kiếm vốn lại, sau đó em đi học về thẩm mỹ. Và hiện tại giờ em đang có một spa nhỏ quận 2. Spa nhỏ quận. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em thì là rất là dễ thích nghi. Sở trường của em thì là nấu ăn. Cái điểm yếu của em là dễ tin người và thương người. Đâm ra là cũng hay bị bị lừa, cứ gặp là thấy người ta khổ là lại thương. Không kiểu như nhiều người cũng nói là kệ người ta đi nhưng mà không giúp không được, nhìn thấy vậy không giúp không được. Thấy tội nghiệp dạ. Quá.
thời gian rảnh rỗi em làm gì? Bình thường rảnh này em hay nấu ăn, mời bạn bè tới nhà chơi. Tự nấu xong tự dọn. Thích vậy đó. Quay trở lại với xuất sắc nè, bây giờ nói lớn là được chưa? Xuất sắc. Dạ được. Rồi, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình. Mà từ lúc nào, kể cho chị Tường nghe coi. Dạ cũng mới hồi khoảng 2019. Lý do tại sao mình không có một cái mối tình nào lúc tuổi trẻ? Tuổi trẻ chắc em lo học với làm. Hiền quá, xuất sắc. Hiền quá. Hiền cũng xuất sắc luôn. Bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Dạ em tìm một bạn thì cũng hiền hiền thôi, biết quan tâm mọi người, cũng bình thường à, chứ không cần gì đặc biệt hết. Bị mọi thứ sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Còn kẹt gì nữa không? Dạ kẹt, đang tìm không chưa được người. Hiền queo, dễ thương quá chừng. Cô bé hoài cổ. Dạ em chưa có mối nào ạ. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Yêu ai luôn? Chưa tắm tay ai luôn, chưa ôm ai luôn, chưa hôn ai luôn ạ. Chưa tắm tay ai luôn, chưa ôm ai luôn, chưa hôn ai luôn ạ. Trời ơi, trong trắng trên nguyên chà. Hoài cổ thật. Cái này chắc là hợp gu với anh xuất sắc nè, thích người hiền lành nè. Tại vì công việc của em tiếp xúc nữ không mà chị. Trong cái các cô chú lớn tuổi tầm 50, 60, 70 á. Chứ kể là nhà có làm ma cho ba người đàn ông. Nhưng mà họ bay đi hết rồi. Vì sao họ lại bay? Dạ tại họ bay tại vì họ thích nuôi mấy bé hoàng yến á. Cái bé chim hoàng yến nhỏ nhỏ chứ còn kiểu mà mạnh mẽ mà độc lập nên họ không thích. Mạnh mẽ mà độc lập nên họ không thích. Mấy con chim hoàng anh ngơ ngác kia chưa chắc gì mà người ta đã trong trắng như em. Dạ. Đúng không? Bởi vậy mới gặp một hai lần đi mất tiêu luôn. Nhưng mà em sẵn sàng có bạn trai chưa? Dạ có, sẵn sàng để có người nắm tay hôn rồi chưa? Dạ có. Có ngại ngùng gì không? Dạ không ạ. Bao lâu nữa kết hôn được? Trong năm nay luôn cũng được nữa. Ok, năm nay kết hôn luôn được không xuất sắc? Mạnh vậy? Mạnh vậy trời? Anh ảnh hơi đen nha em. Không sao à, em không yêu cầu về ngoại hình nào. Đen mà miếng không hôi được rồi. Cao thấp rồi lùn là da đen, da trắng. Hoặc là bị đầu hó là bụng bự gì của trời sao? Trời em dễ tin vậy? Vậy? Em chỉ nhìn vô cái tâm với lại cách người ta sống, cách đối xử với em thôi. Thế có điều gì mà ở đàn ông là em không thích nè? Em không thích đàn ông hiếu thắng với lại vũ phu, dễ nổi nóng, không biết kiểm soát cảm xúc. Dạ. Dính tú của Tường à? Dạ không. Hiền không? Dạ. Quánh vợ không? Dạ không. Cưng vợ không? Dạ cưng. Có thể phụ chuyện nhà vợ, nấu ăn cho vợ không? Dạ có luôn. Có luôn. Hay quá trời. Hiền lắm. Xuất sắc. Rồi được. Anh chàng hay cười. Màu đỏ nè. Mấy mối tình rồi anh chàng ghế đỏ? Dạ hai mối tình đơn phương rồi chị. Trời ơi, sao bữa nay sao cái gì vậy ta? Mối tình đầu tiên là mối tình học trò năm cấp 3. Và mối tình thứ hai là cũng 2019 luôn. Nói chung là em cảm thấy thích bạn đó lắm. Nhưng mà chắc tại vì cái tính em cờ rỡn. Còn bạn đó thì thích một người đàn ông trưởng thành. Nên là có cố gắng mà cua bạn đó đi cũng không được. Nên là thôi, 3 năm dây dưa 3 năm nên là em. Ủa 3 năm mà chưa quen chính thức luôn? Dạ đúng rồi. 3 năm có mần ăn được gì không? Có nắm tay hôn hít đi chơi riêng rồi gì không? Lúc đầu mà có gặp nhau thì có đi chơi chung, đi chung nhóm vậy. Rồi sau đó thì cũng không có nắm, không có nắm tay. Nắm tay luôn. Rồi mối tình học trò có làm được gì không? Học trò lúc đó em nhát lắm. Vậy là rút cục tới giờ là cũng trong trắng trên nguyên, chưa có được nắm tay ôm hôn bạn gái chưa gì hết. Nắm tay thì có nắm tay, nhưng mà kiểu như nắm tay là mình đi sinh hoạt đoàn mình nắm tay thôi. Cái đó rồi gì đâu có tính. Bây giờ đúng như mình nắm rừng núi giang tay nồi cửa phải. Rồi nắm như đó mà xuống trong người hết trơn á phải không? Trời đất ơi, thiệt tình bèo dễ sợ. Em như cũng có vốn mà. Người bạn gái như thế nào nè? Tại cái quan điểm sống của em là nhẹ nhàng thôi. Từ từ mình tận hưởng cuộc sống thôi, chứ còn để mà nhanh quá. Cái chuyện nhanh quá em không thích vậy. Đừng nên sống vội đúng không? Gu em là cứ tàn đúng rồi, tàn thôi. Tàn mà có cái đi ăn gì không? Coi chừng tại vì em tàn nhưng mà không có bộ. Đúng rồi. Cái kinh tế của em thì em cảm thấy là ok rồi. Em đang cảm thấy thoải mái với cuộc sống. Thoải mái với cuộc sống của mình. Sáng đi làm, chiều về tập gym, thứ bảy chủ nhật đi chơi. Vậy thôi khỏi lấy vợ. Thoải mái rồi. Thôi chán lắm chị. Thì có chán. Có chán có nghĩa là có mưu cầu. Một mình em thì có thể em tàn mấy mốt, ví dụ có vợ đẻ thêm mấy đứa con nữa mà em cũng cứ tàn. Không, một đứa thôi. Trời ơi đẻ nhiều mệt lắm chị. Rồi có gì đâu khóc. Không, không phải. Rồi có gì đâu khóc không trời phải. Cái này tại vì mắt cái lớp trang điểm nó rớt vô mắt. Ai biểu trang điểm? Trời ơi, trang điểm rồi luôn. Với Long An rồi lên trang điểm rồi luôn. Có gì đâu khóc anh, trời ơi. Trời ơi, tha cái môi son đậm lè lắm lét đỏ lét rồi cha. Trời ơi, ông mắc cỡ nữa rồi. Chết cái này rồi. Là đẹp trai
lát nữa là mới ghi điểm được. Ủa? Nhưng mà phải nghiêm túc không được cà rỡ nghe. Hả? Rồi tính em vậy rồi sao biết sao chị? Vậy hoài rồi sao con gái người ta tưởng mình không nghiêm túc sao người ta chịu? Nó chứ phải điều chỉnh bản thân chút xíu thì mình mới có vợ. Em cũng cố gắng, cái lúc quen bạn đó em cũng cố gắng là kiểu như là mình trưởng thành tí. Mà em thấy áp lực cũng mệt. Lớp trang điểm này, ủa sao xuất sắc đánh cái tông gì mà trang điểm thì sao? Chét lộn than hay gì vậy? Chét lộn. Không, rồi dân xây dựng đúng không? Dạ. Trang điểm đứng rồi không nổi. Không, đẹp trai. Rồi bây giờ muốn người bạn gái như thế nào nè? Hiền thôi. Rồi bạn đó như thế nào thì cũng được. Nói chung là em quan trọng là cái cảm giác của em. Dễ thương quá trời, hiền queo luôn. Em đã có bao nhiêu cuộc tình rồi? Dạ 4 á. Dạ. Một con số 4. Một mình em mà chấp hết 3 bạn này luôn. Không bằng cuộc tình của em. Em làm như là xuất sắc. Tình đầu tiên của em là em cũng quen được gần 2 năm. Là cũng tính tới chuyện lâu dài. Anh ấy cứ quay lại với người yêu cũ. Trời. Cái có một lần anh đánh em. Từ lần đó là em bỏ anh luôn. À, bắt đầu xuất hiện sự bạo hành đúng không? Thôi bỏ đi, bỏ đi. Đập nguyên trái dưa hấu vô đầu á. Đập nguyên trái dưa hấu vô đầu á. Trời đất ơi. Trời. Đầu ai? Đầu em. Đập trái dưa hấu lên đầu em. Ừ, bể đôi trái dưa hấu luôn. Wow, cái đầu em cũng xuất sắc chứ. Em tức của em lấy dép tạt lại luôn. Chứ sao tự nhiên ba mẹ mình không đánh mình thôi. Tự nhiên chị mới yêu nhau thôi. Căng mà mắc mớ gì không có quyền đánh. Mối tình thứ hai cũng là người yêu cũ nữa. Cái anh này thì quen lâu hơn xíu. Cũng gần 3 năm. Rồi, cái xong rồi cái nói chung là em giống như kiểu bị ám với người yêu cũ gì đó. Thiệt. Rồi sao nữa? Tất cả 4 mối tình đều liên quan tới nhiều. 4 mối tình đều liên quan tới nhiều cũ. Trời đất ơi. Thôi, nói nghe nè. Đợt này em quen hai anh này là ngon tại vì không có người yêu cũ để mà trở luôn. Thật giống như kiểu nói ra không ai tin, nhưng mà thật sự là toàn liên quan đến nhiều. Số 3, số 4 cũng y vậy luôn. Y chang luôn. Thí dụ như cái anh đỏ bên đây nè. Dạ. Là anh chưa có mối tình nào hết thì chắc chắn cái chuyện mà quay lại với mối tình cũ là không có. Dạ. Nhưng mà anh sẽ bị là chưa có kinh nghiệm trong tình trường, ngây ngô, có thể anh chưa biết cách chăm sóc em. Còn ngây ngô quá thì em thấy sao? Em chỉ cần là anh biết quan tâm, anh biết chia sẻ lúc mà mình mệt mỏi. Nhiều khi công việc nhiều khi cũng có cái mệt mỏi. Ừ. Chỉ cần động viên mình như vậy thôi chứ em cũng không cần phải biết nhiều. Không có hơi ngây ngô cũng dễ thương đúng không? Dạ. Nhưng mà giờ không biết em vậy. Đúng. Hơi ở xa nhau chút xíu nè. Bao lâu lên được lần? Quận 2 với Long An thì chắc là chỉ có chủ nhật thôi chị. Chủ nhật. Em thì nói chung là em cũng làm suốt ta. Nói chung là cũng không phải ép buộc là phải cả tuần là phải gặp nhau hay là gì. Nhưng mà giả dụ có thời gian rảnh thì nên dành cho nhau như vậy. Ví dụ như em thì giả dụ tuần, hai tuần lên lần cũng được. Thế em rảnh em có sẵn sàng đi thăm ảnh không? Được, em thích đi chơi mà. Chả dụ như ở dưới đó Long An hay là ở đâu thì em cũng có nhiều bạn bè đó. À. Nói chung là một công đôi việc vừa được xuống đi chơi, vừa được đi chơi, vừa được... Có mẫu hình lý tưởng gì không ạ? Dạ, cái người đàn ông đó là phải có chí xíu. Hôm nay mình cố gắng hôm qua một xíu gì đó. Thì cả hai phải cùng cố gắng. Từ lúc em đi học em không có gì cả. Em tự lập hết. Tự một mình em làm, tự một mình em mở tiệm, đến nhà hàng em mở. Thì ba mẹ em cũng không biết. Đến lúc mà ngày khai trương này em mới gọi ba em. Ai nhớ hai người này là có cái điểm đó là chưa phù hợp đó. Anh này anh không có chí. Anh từ từ. Anh thích đi chơi. Em thì cũng thích đi chơi nhưng mà cái nào chơi là chơi, còn làm là làm. Em truyền cho anh tí động lực làm việc. Anh sẽ cho em cái sự thư thả an yên. Hai người phù hợp. Chị thấy tạm ổn đó. Nha. Được chứ, được chị. Em là người nhà của ai? Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Minh Đạt, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyên, bạn thân của Yến. Em thì chơi với Yến năm nay cũng được là 7 năm chơi với nhau. Nên là em cũng rất là hiểu tính tình của Yến. Thêm là em biết được một cái là Yến là phải công nhận là nấu ăn rất là ngon, rất là giỏi. Nếu mà anh nào mà quen được Yến thì được ăn ngon mỗi ngày luôn. Muốn quen bạn em á thì cũng cần chững chạc lên một chút xíu. Nói chung là hai người phải hiểu nhau và chiều nhau. Và cùng nhau cố gắng. Theo em thấy hai anh bên đây thì anh ghế đỏ. Chỉ cần khắc phục một chút xíu thôi là dễ hợp với Yến hơn. Rồi, cảm ơn em. Còn chần chờ gì nữa Tường ơi? Rồi. Mở cửa trái tim. Sao nè? Những ánh mắt nhìn nhau. Ai cũng tặng hắn hết. Rồi em cảm ơn anh.
Dạ em cảm ơn anh. Tập gym rồi đàng hoàng nha, tướng không mà công tử à. Có thể cho biết món quà này là gì à? Dạ sô cô la. Sao là tặng sô cô la? Tại em thích ăn sô cô la. Tại em thích ăn sô cô la. Thấy không, em thấy không? Em thấy chưa có kinh nghiệm không? Anh thích sự ngọt ngào, anh tặng em sự ngọt ngào của anh. Nhưng mà chân thành cũng được. Cảm xúc đầu tiên của em khi mà mở cửa trái tim ra nhìn hai cô gái bên đó thì như thế nào? Lúc mà chưa mở cửa đi thì em cảm thấy là hai cô gái này nói chung là hai bạn rất là tự lập, nói chung là mạnh mẽ. Rồi giờ khi mở cửa ra, nhìn chưa? Dạ, rất là xinh. Có thấy gì chưa, rung động sao xuyến gì chưa? Cười hoài luôn á. Hả? Trời ơi, cười nữa, tao nói mình không nghiêm túc quá trời. Dạ xinh thôi chị. À, chán không quá, xuất sắc. Dạ. Giật mình, chị làm dạ. Cái xuất sắc giật mình luôn chị. Mở cửa để tìm ra thấy như thế nào? Dạ thấy, thấy hai bạn cũng xinh lắm. Xinh lắm. Dạ. À, bây giờ mình văn nghệ đi. Nè, Yến. Dạ. Em có thể hát một bài hát gì cho nó phá tan không khí mắc cỡ này được chứ? À, đêm ơi đang ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly, chơi với trong quên tự cũng quên rồi. Gì đâu cắn? Lu nó quên rồi. Bây giờ cho mời anh Bánh để nghĩ lại đó rồi hát được không? À được, à, được, rồi, được, rồi. Được, em thoải mái thôi. Dạ. À, sở trường của em là nấu ăn, bánh đồ thứ thì em nào nấu được hết. Là bánh em làm sáng hả? Sáng nay em có làm, mà lúc mang tới đây nó có đang nóng hổi luôn. Nhưng mà tại vì em chờ từ lúc 2 giờ trưa tới giờ nên là nóng nguội mất rồi. Thì thôi không, mọi người ăn thử đây. Em mời anh. À đây đây. Em mời chị. Bánh này chắc ngon hơn ổ mì ạ. Ăn thử tay nghề của em đi. Thử tay nghề của cổ nè. Rồi sao bây giờ cảm nhận bánh của người ta nè. Càng ngon. Ngon như thế nào? Thì là ngon. Trời, ông muốn cô gái ông nói dài dài hơn chút. Trời xíu được. Trời ơi ông ơi ông, người ta làm cả một buổi sáng mới được cái vị bánh đó đó. Trang chứa gì nói những lời hoa mỹ đi. Những lời hoa mỹ bay bướm đồ. Thôi anh. Rồi có hỏi giá không? Bán nhiều cái đồ luôn đi. Bây giờ về Long An mở tiệm bán bánh, làm bánh về bán được không? Không, Long An em đâu có đất về mặt tiền đâu mở bán. Đất không? Bán đất ở trong đi ra mặt tiền mua. Đúng rồi, bán đất ở trong đi ra mặt tiền mua. Ông cười hoài trời. Trời, bây giờ mình muốn hỏi gì hai cô gái đó hỏi đi. Mạnh dạn lên em. Nhường cái gì mà nhường? Mạnh dạn lên, xuất sắc. Thư cho anh hỏi hiện tại em đang làm ở đâu? Dạ em làm ở quận 1 ạ. Công dạ. Việc thì ở quận 1, còn chỗ em ở đâu? Dạ em chợ ở Phú Nhuận ạ. Thì đi làm sáng đi chiều về vậy? Dạ đúng ạ. Rồi tối tối em có hay rảnh đi chơi này kia? Tối thì thứ tư em học. Em học gì? À, em học thêm á anh. Còn nếu mà anh muốn đi rủ em đi chơi hay đi đâu á, buổi tối thì cũng được. Nhưng mà nhớ rủ ít ít thôi, đi chừng nửa tiếng, tiếng thôi tại em phải học nữa. Nửa tiếng, tiếng là đi đâu bà? Như hai đứa đi rủ nhau đi chơi điện tử. Ê, quánh xong trận anh này. Anh sắp xếp coi tối rảnh rủ em đi chơi, ví dụ như dạ được. Chủ nhật đồ. Tại anh ở cũng ở Suối Tiên, chạy lên Phú Nhuận cũng gần. Dạ được. Chắc cũng 45 phút. Xa vậy ha. Bà chị, bà tân tiến chút xíu bà chị. Dạ. Bà cổ hủ hoài à. Cái cổ chơi, bà cứ chơi làm nửa cái tiếng, hủ tiếng. Vô chi vậy? À, nhỏ chạy từ Suối Tiên lên nhà em mất 1 tiếng rồi đi chơi có nửa tiếng rồi, nhỏ chơi chạy nửa về. Tiếng, chơi dạ được, em đi chơi lâu hơn thì được. 45 phút không? Thì nói chung về trước tầm cỡ 9 giờ là được à. Về trước tầm cỡ 9 giờ là được à. Rồi đi mấy đi chơi mấy giờ mà về 9 giờ? Tại vì em cũng không có quen đi chơi, về trễ quá em cũng sợ. Lỡ tới 8 giờ 50 mà gặp trời mưa rồi, lúc đó về không được hay sao? Ờ à, chết rồi đúng không? Đi trên đường từ dưới Suối Tiên chạy lên mắc mưa. Kẹt xe nữa anh. Kẹt xe nữa, 8 giờ 45 tới chơi gì chơi 15 phút. Dạ thì... Chơi bút thung hả? Thôi nói ra cũng được. Hay là hai đứa ngủ nhau chơi cò cò vòng vòng trong nhà thôi ngủ. Bye bye anh, em lên học. Nói tân tiến chút xíu đi bà chị. Dạ. Mình rủ đi ăn hay là đi uống, đi xem dạ. Phim. Thường thường những bộ phim ta phải xem ban đêm thì nó mới là thú vị. Mà cái bộ phim là phải 2 tiếng, 2 tiếng 15 phút. À, một bộ phim ít nhất cũng vậy, bộ phim gì? Nửa tiếng, 45 phút, phim hoạt hình hả? Bây giờ nè, chú sắp cái lịch vậy nè. 7 giờ, 5 giờ chiều mới đi làm về, phải không xuất sắc? Rồi tắm rửa mà từ dưới đó chạy lên tới nhà em là phải gần 7 giờ tối. Hẹn 7 giờ tối lên tới thì hai đứa phải đi ăn chứ. Đi ăn nhanh phải mất 1 tiếng là 8 giờ phải không?
8 giờ đi vô coi phim mà cũng phải tới 10 giờ rưỡi 11 giờ mới về tới nhà, được không? Có bồ, có bồ, hồi đó giờ chưa có bồ, bây giờ bữa nay có bồ. Nó phải thoáng một chút chứ. Được cái đó không? Là đàng hoàng chứ chưa có chơi cái gì bậy bạ luôn à. Là ăn xong đi coi phim đi về 11 giờ. Được không? Dạ em ráng à. Thì chắc mình trong trong tuần thứ 2 đến thứ 6 thì đi chơi nhẹ nhẹ thôi. Còn cuối tuần chơi thì nhẹ, đi chơi nhẹ nhẹ cũng được à. Được không em? Dạ được. Hay dễ thương không? Dạ dễ thương à. Quá dễ thương. Em có muốn gì hỏi là anh không? Dạ có. Hỏi đi. Ví dụ như sau này anh lấy vợ đi, vợ anh về nói là anh ơi em mệt lắm, em đau cổ, em đau eo, em rất là mệt đó, thì anh làm gì được cho vợ anh? Em mới đi làm về mệt thì nghỉ ngơi đi. Em nói em đau. Trời ơi, đau lưng. Ôi em mệt. Cơm nước chưa nấu, nhà không ai dọn hết, thì anh định làm cái gì cho vợ anh? À thì em đi làm về mà kiểu hết sức thì anh sẽ dọn. Khi đau mà em về thì lúc đó đau cổ thì anh có thể xoa bóp. Cái vụ vậy lớn lên. Mình có bồ, mình có bồ, mình phải chăm sóc cho nhau chứ phải. Ôi em về làm mệt thôi, lên nghỉ ngơi đi. Nấu cơm xong rồi lên xuống, lên ẵm em xuống ăn cơm. Được không? Em bưng lên luôn cho. Đúng, bưng lên luôn. Bưng lên luôn. Dữ dằn thiệt. Xuất sắc. Khúc này xuất sắc nè. Rồi giờ tới anh được chưa anh? Là bác. Em không biết hỏi gì luôn hả chị? Này chị này chắc phải đào tạo hơi lâu à. Em nhận học viên á, em đào tạo á. Đúng viên rồi, giả dụ như em bình thường em dạy mấy bạn full sum á, tháng tháng rưỡi mấy bạn đang nghề là chắc phải nửa năm. Giờ em hỏi ngược lại đi. Em là bây giờ nếu giả dụ như anh với em quen nhau, mình có nghĩa là mình đừng có tàn xíu nữa, thay vì bây giờ mình anh chỉ muốn là đi chơi công việc tàn đủ ăn được mặc là được đúng không, nhưng mà bản thân em thì em muốn là mình phải có cái gì đó phải hơn, mỗi ngày mình phải hơn một xíu, thì anh có thể cố gắng hơn được một xíu được không ạ? Ví dụ là em nói em muốn là có cái gì đó thì không, cái gì đó là cái gì? Thường thường bây giờ mình có đất đúng không, thì mình phải muốn phải có phải ráng làm để kiếm tiền mình xây được cái nhà trên cái miếng đất đó, có đất rồi thì mình phải muốn cố gắng là mình mua được cái xe được cái nọ kia, giả dụ như hai vợ chồng thì không nói, giả dụ quen nhau lấy nhau hai vợ chồng thì không nói, nhưng mai kia có con có cái thì không thể nào mà mình cứ tàn để con cái thua bạn thua bè được. Sống phải, cao cấp đúng hơn. Đúng rồi càng tân tiến thì mình phải càng cố gắng hơn nữa với theo kịp thời đại, chứ còn mình cứ tàn thì người ta có thể là bạn bè mình đi tới đâu rồi nhưng mà mình vẫn ở một chỗ thì cũng hay. Thật ra những điều em nói thì nó đúng. Nói sao ta? Tại vì cuộc sống của anh á, anh cảm thấy là bây giờ nó rất là ok rồi. Tại vì thêm một cái nữa là quan niệm sống của anh á, về vật chất á, anh cũng chả muốn cái gì là nhiều hết. Đối với em xe thì có đi là được, nhà có ở là được. Còn để mà em dòm một người ta mà người ta có cái này, em cũng phải cố gắng để em có luôn cho nó. Nếu như mà khả năng em đạt được á thì nó không thành vấn đề, nhưng mà khả năng mình không đạt được, mình cố gắng, mình cứ cố gắng mình dòm rồi mình cứ lao theo nó, thấy cuộc sống nó không có ý nghĩa gì, nó ổn đúng không? Dạ đúng rồi. Em muốn một người đàn ông như vậy thì chắc anh không phải là phù hợp với em. Nhưng mà anh thiết nghĩ vậy, ví dụ như mình có xe, như là xe mình chiếc Rim đi. Dạ. Đó, chiếc Rim đó thì khoảng 10 năm nữa thì chiếc Rim đó là mình phải chạy, là mình không có đạp số nữa. Nó có xe tay ga thì mình cũng phải nâng cấp mình lên tay ga, nó mình đỡ đạp số thì mình thuận tiện hơn cho công việc di chuyển của mình chứ, đúng không? Không, em thấy em chạy xe vậy thì ok. Em thì ok nhưng mà vợ vẫn con em Rim. Nó sẽ không ok. Bởi vậy em mới tìm một người là có một cái cách sống giống em. Sao em lại bắt con em phải cũng phải sống như em? À không, em không bắt con em, chỉ muốn có một đứa con thôi. Rồi con em thì em tạo cho nó những cái điều kiện gọi là cơ bản nhất để nó tự phát triển theo cái bản thân nó, chứ em không ép nó là con phải học cái này, con phải học cái kia. Bởi vì chính bản thân em đã bị như cái sự gò bó, mình cảm thấy nó rất áp lực, nên là em muốn con em không có áp lực gì hết. Nói chung mình tạo cho nó một cái cơ sở về vật chất, nó nói chung mình nó muốn học gì nó học và nó cảm thấy thoải mái trong cái cuộc sống của nó. Em không làm mà lấy đâu em tạo được cho con cái cơ sở vật chất cái gì? Đủ sức. Em ơi, không có bao giờ gọi là đủ sức hết á. Giờ của là của cha của mẹ để có như núi mà mình ngồi ăn không, mình không làm nó cũng hết nữa. À không, tại vì đối với em đâu có ăn nhiều. Trời ơi, em không ăn. Trời cũng không nhiều. Em không ăn mà vợ em ăn, rồi con em ăn. Cái mức sống như vậy, cái tiền mình có như vậy á thì mình phải nói chung là có cuộc sống nó dạ, như liệu cơm gắp mắm chứ gì. Hợp lý với cái số tiền đó. Nhưng mà thí dụ như em cầu tiến, em làm kiếm tiền nhiều hơn thì mức sống em cao ra hơn. Em đi làm thì em cũng cố gắng em làm, nhưng mà em làm là chỉ là để con có cái môi trường để mà mình làm trong đó.
Giờ này mua xe hơi nhà lầu không nổi đâu. À. Mới có 31 tuổi mà ông làm như ông 60 tuổi vậy đó. Tại vì không nổi nữa. Không, tại vì cái suy nghĩ của em về cuộc sống là như vậy và em thấy là nó rất là ok rồi. Nếu em đã thấy ok rồi thì em cứ ok. Nên là em muốn tìm một người bạn gái là cũng có cái suy nghĩ như vậy. Có thể cũng có. Em tính ra một phép tính là cứ một tỉnh thành là sẽ có 8 cô gái giống em. Một tỉnh thành là sẽ có 8 cô gái giống em. Và hiện giờ có thể là em đang đi tìm cái người giống mình. Đang đi tìm cái người giống mình. Em đang thống kê được luôn á hả? Dạ. Rồi. Nhưng mà chắc là trong trường quay này không có 8 người trong số cái tỉnh thành như em nói rồi. Dạ. Em không tin là em không tìm. Chị cũng không tin là chị ế đến giờ luôn mà chị vẫn ế tới giờ đó. Chị cũng không tin là chị ế đến giờ luôn mà chị vẫn ế tới giờ đó. Hai bạn kia còn muốn nói nhau gì nữa không? Có em muốn hỏi. Mời em. Dạ, ví dụ như sau này á, là nếu mà lấy chồng về á, là em vẫn muốn đi học thêm á. Ví dụ như là em vẫn muốn đi học thạc sĩ thêm á. Em cần chồng em là hỗ trợ em mấy công việc nhà này nọ, nó sẵn sàng hỗ trợ không ạ? Được. Hàng tháng thì em luôn gửi tiền về cho mẹ với ba của em á. Thì sau này em vẫn sẽ giữ cái điều đó. Thì anh có thấy khó chịu về chuyện đó không? Không, cái đó là bình thường. Đúng dạ. Cái đó là trách nhiệm của một người con. Dạ. Bình thường. Dạ, em xin hết rồi. Rồi bây giờ chị sẽ mời cho các bạn cảm xúc một chút xíu. Mời hai bạn trai lần lượt qua xin nắm tay hai bạn nữ. Rồi muốn nói cái gì đó nói nhìn nhau 30 giây. Cơ hội là cơ hội quyết định đó. Mạnh dạn là xuất sắc rồi. Xin bạn. Có vẻ chật choạng quá. Anh nói em sẽ. Anh còn nhớ tên em không? Hả? Anh còn nhớ tên dạ, em không? Tên Thư. Dạ. 93. Dạ, anh thấy em sao? Đây cũng dễ thương hiền, nhưng cái tính cách có nhiều cái cũng hợp với anh. Dạ. Em cũng dễ thương. Dễ thương thôi hả? Dễ thương là em còn nhiều điều em còn muốn tìm hiểu về anh thêm nữa. Thế bây giờ muốn tìm hiểu bây giờ hay là sau chương trình mình ra mình tìm hiểu? Để từ từ sau rồi tìm hiểu. Dạ. Được. Ủa, dạ. Em nói chuyện mà em hỏi chị được chưa? Rồi, dạ. Cảm ơn ta về chỗ. Mất phương hướng không biết về đâu luôn. Ông đi cà ba về rồi, mời em. Đi sửa điện có bị điện giật lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Sao thấy đi cà xỉn vậy? Dạ. Tay lại ngắt. Tay em không? Luôn không? Dư tính dễ thương. Nói chuyện gì đi, ủa? À, chắc sắp ký hợp đồng gì qua bắt tay rồi gái rồi xong về hả? Cười quái á, ổng là ổng bị cười. Nói chung là hôm nay em cũng rất vui, hôm nay được gặp anh. Không anh biết. Dạ, nhưng giống như kiểu như là em thì em nói chung là quan điểm sống của hai người nó hơi khác nhau. Cảm ơn anh. Không sao, anh nói chung là tại vì anh cũng cảm thấy là lúc đầu em chia sẻ như vậy là anh cũng cảm thấy là giống em rồi. Em bản thân em thì em không cần là mình phải theo người này người kia, ví dụ người ta có cái này em phải đòi thế kia, nhưng mà ít ra mình mỗi ngày mình phải có một tí hơn một xíu. Chứ không phải là mình cứ mãi dậm chân ở một chỗ như vậy. Một, hồi đó anh sinh hoạt đoàn nhiều quá em. Anh dạ. Dậm chân tại chỗ thì nói chung là hôm nay rất là vui gặp anh. Bước. Rồi thôi được rồi, về chỗ đi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình bên cạnh ghế. Hãy nhìn cho rõ một cái nút màu đỏ, một cái nút màu xanh. Mình thích người ngồi ở ghế màu nào thì bấm ghế màu đó. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Nhắm mắt lại đi ạ. 5 4 3 2 1. Thay vì bây giờ mình anh chỉ muốn là đi chơi công việc càn càn, đủ ăn hoặc là được đúng không? Nhưng mà bản thân em thì em muốn là mình phải có cái gì đó phải hơn, cũng là mình phải hơn một xíu thì anh có thể cố gắng hơn được một xíu được không ạ? Em cũng cố gắng em làm, nhưng mà em làm là chỉ là để con có cái môi trường để mình làm trong đó. Giờ này mua xe hơi nhà lầu không nổi đâu. À. Em muốn một người đàn ông như vậy thì chắc anh không phải là phù hợp với em. Em vẫn muốn đi học thạc sĩ thêm á. Em cần chồng em là hỗ trợ em cái công việc nhà này nọ, anh có sẵn sàng hỗ trợ không ạ? Được. Hàng tháng thì em luôn gửi tiền về cho mẹ với ba của em á. Thì sau này em vẫn sẽ giữ cái điều đó. Thì anh có thấy khó chịu về chuyện đó không? Không, cái đó là bình thường. Dạ. Cái đó là trách nhiệm của một người con. Và bấm à. Hết thời gian.
Này không cần phỏng vấn nữa, tại vì cặp đôi này tại sao không bấm thì chúng ta cũng đã hiểu rồi. Nắm tay nhau đi. Có thể năm nay báo tin vui. Trời hắc bạch ha. Cảm xúc của em như thế nào? Ấm áp. Ấm áp. Em thấy như thế nào cơ? Dạ cũng khá là tò mò về anh này. Tò mò lắm hả? Dạ. Cứ khám phá cho chị nha không? Dạ. Được thì mình tiến tới nha không? Dạ. Cũng bớt khó khăn, dễ chịu chút xíu. Chắc chắn em sẽ tìm được 8 người trong một tỉnh ha. Tỉnh Long An thôi, cho đừng đi xa mất công lắm, sẽ đạp không nổi đâu nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ một nụ hôn dành tặng cho nhau trong ngày đầu tiên. Wow. Một cái mối tình bắt đầu cho một mối tình đẹp. Dạ lên, xuất sắc. Rồi thì làm đi chứ còn không lẽ bắt người ta phải đưa qua nữa. Rồi cảm ơn các bạn. Và ngay bây giờ thì xin gửi tặng mỗi bạn là một sản phẩm cốt bún riêu của công ty Phước Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn được thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không có chứa chất bảo quản. Mời em. Đây tặng cho em. Cái này khác hả? Đối với cặp đôi không thành công thì đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm được một nửa yêu thương của mình. Đối với cặp đôi thành công thì chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn đó. Quý vị khán giả thân mến ơi, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.